Từ gì anh ơi? Từ gì dưới lòng đất? Ở đâu? Đây mọi người nhìn này. Gốc cây luôn. Ui. Đúng đấy nhá, nó nằm ở dưới gốc cây luôn này. Xin chào mọi người nhá. Thì hiện tại là có hai vợ chồng đi vào trong đây chặt keo mà vô tình là dẫm vào rắn hổ mang, không may là nó cắn vào chân rồi. Được người dân ở đây ta cho đi viện rồi, nên là bây giờ anh em mình quay lại thử tìm xem là có phải đúng rắn hổ mang không. Nên rất là nhiều người người ta nhờ anh em mình để đi vào trong cái rừng này để tìm thử xem là liệu nó có gặp không. Thì neo nghe nói là bảo là đang chặt đây này, cái mấy cái keo chặt này, đây này nha mọi người, đang chặt nhấy những cái cây keo nhỏ này, thì là bị nó cắn vào chân luôn. Bây giờ trong rừng này thì anh em mình đến nó cũng khá là xa, thì may thì làm sao mà tìm thấy cái dấu vết của nó thôi. Thực ra là nó cũng là chỉ 10 trên 100% thôi mọi người, chứ không phải lúc nào anh em mình cũng tìm được. Thì nó phải có cái vết, thì ở dưới đây tán lá này nó rất là nhiều, không nhiều lỗ rồi là nhiều tán lá cây chả biết đâu được. Cây á? Cây này nó không lên đâu. Ừ, nó phải có cái đường lên cơ. Này nó chỉ, nếu mà có nó chỉ ở dưới tán cây thôi. Có đấy. Đèn nhỉ. Đèn nick cây rồi đúng không? Ôi trời ơi. Cái gì anh ơi? Ừ, có tiếng gì dưới lòng đất. Ở đâu anh? Dưới gốc cây này. Ở đâu? Đây, khu này. Đấy. Đấy á? Có tiếng này. Đấy. Ừ, đấy nghe chưa? Đúng rồi. Cỡ lá cây này. Ô thấy rồi. Ôi. Cây à? Ôi này. Cái gì đấy? Sao rắn này? Ủa sao này? Đấy sao này? Ôi, cây kìa. Trọng cái đi. Ồ, đây rồi. Đấy này, ui, này. Ui, đấy này, xác này, xác này. Đấy, xác đây. À. Đấy. Thế vớ vẩn à, nó ở đây rồi anh ơi. Từ từ nhá. Ui, nó nấp ở trong đây thì khó đấy nhỉ. Ô này. Đất này. Đây. Cái ra này có đúng rồi, ra hổ mang không nhỉ? Hổ mang. Hổ mang đúng. Hổ mang. Đây này. Rõ là khu này luôn. Đây mọi người, thì bọn này là nó chuột nó đào ở dưới gốc cây rồi. Đen rồi. Mãi dưới đấy rồi. Vừa anh này nếu không, này nếu hổ mang là đi ăn nữa. Hổ mang thì thôi xác định. Cầu là không phải hổ mang. Ông bà ấy nó chung là nên viện người ta cũng gì rồi. Ê, là, trước bây giờ anh em mình tìm xem nó là rắn gì. Nói chung là trước này anh em mình vào viện cũng biết rồi mọi người. Người ta phải xem xét cái con rắn thôi, đầu người ta chuyển đi chỗ này nhiều, chuyển đi chỗ khác. Thì thực ra là bệnh viện ở Việt Nam ấy, người ta không phải lúc nào người ta cũng có cái huyết thanh để chữa trị đâu. Trừ khi mọi người ta chuyển trong Chợ Rẫy ấy, hoặc là chuyển lên trên Hà Nội thì là chuyển những huyết thanh nó rơi vào tổng khoảng 40 đến 80 triệu một ống huyết thanh đấy. Kinh thế cơ. Ôi ôi, huyết thanh đắt lắm. Mà ở nếu mà bị cắn ở đây mà không biết cách sơ cứu nhá, là mình có chuyển đi thôi là cũng xong rồi. Nhiều viện ở đây, cái bệnh viện huyện với bệnh viện tỉnh ấy. Quay lại nhìn sao không không thấy nỗ viên đấy, không thấy nỗ rõ ràng có tiếng này. Hay là nó ăn thẳng vào trong gốc cây, ở trong này nó có cái ụ này, ở trong đây nó có cái ụ mối này. Ơi đây rồi, đây rồi, nỗ đây, cứ đây, đây đây, đây đây, nỗ à, nỗ à, cầm cái cào trong. Có đây, đây không mọi người, thì anh em mình đã phát hiện ra cái lỗ lỗ của nó đây này, nằm dưới gốc cây rồi đây. Bây giờ là phải đào nó, ừ đào rộng lỗ ra đây nha mọi người. Đây này, đây cái lỗ của nó này. Đấy, nhìn chưa? Chưa. Đào rộng rộng này. Thấy nỗ rồi. Nó lắm gì đó mèo. Nó lắm cây lắm, dễ cây. Này, không tình ý, không phát hiện. Tôi phát hiện ra được. Yêu kinh nhỉ. Nếu mà nó rút vào đây chắc quả đang lâu lắm đấy. Ôi dồi ôi, thế vậy thì họ anh cao đấy. Gớm vậy nhỉ? Quá kinh luôn nhỉ? Có quá đấy chứ, không phải là chuyện đơn giản đâu. Cái chuột nào? Chuột đào gốc cây đây. Ôi, thấy rồi, cả đây rồi, đây rồi. Thấy rồi. Anh em nào? Đưa mũi đây. Kéo lên nào. Thấy luôn rồi. Ui, cái lưỡi nó thẹ kìa. Quá rồi. Ui, ui, nghe tiếng. Ui giời. Ui, kịch vẽ dưới cái cây luôn. Rất cái cây ra nó. Ui, nhiều thế. Đây à. Ui giời. Chưa ra bây giờ phải vượt hết cái lá cây đó nhá. Lấy cái thuồng trong.
Đây đây. Rồi. Đây mọi người, thì anh em mình đã phát hiện ra nhá. Nhưng anh em mình đoán 100% đây là rắn hổ mang, thì cái xác của nó không thể nào chạy được. Trông khiếp luôn đấy. Rõ đây, cào ra, cào rộng ra. Kìa. Đấy rồi, cái đuôi như này. Tôi cào hết ra rồi. Không dám mà cầm gần vào nhá. Ui, giỏi nó phì đấy. Phì thôi. Ui, đấy. Ui, đấy. Đúng tiếng nữa mà. Đạo đúng tiếng nữa rồi. Chạy luôn. Kéo một tí ra nào. Ui, đấy là. Ui, đúng tóc cây luôn. Thì nó ở dưới gốc cây mục này luôn này. Bây giờ anh ấy kéo ra đi. Rồi. Ui giời ơi. Mang. Mấy con thì đem anh. Đang xem. Ui ôi, nhiều ghê nhỉ. Ui, đâu. Bị lại. Ui, đây. Từ thế. Ôi giỏi quá anh ơi, chắn sau kìa. Nhiều chưa? Đưa con nhớ. Đưa con này em cơ. Đây. Ui. Ôi. Một ổ chúng đây này, con này nó lên đây này. Một ổ núng luôn. Con này nó lên luôn. Ê mẹ. Ta đi chứ. Đuôi này. Đuôi rồi đầu này. Nhiều lắm này. Ui mẹ ơi. Sợ chưa? Ui ôi, dưới gốc quá dã man luôn rồi, không nói à. Dưới cái gốc cây dã man rồi. Thì chính là tổ dưới gốc cây luôn rồi. Làm tổ thôi. Cái này không biết rồi. Nó đi vào nó nào rồi nhỉ? Đó. Nó đi vào nó nào? Kiểu gì nó cũng phải có một cái ngách để nó vào chứ. Có cách thì bây giờ mình không thấy thì sao? Có nhiều này em ơi. Ê, dã man đấy nhỉ? Nó đi có cái này cây. Ôi anh ơi. Ui, nhiều quá rồi. Này. Tôi đưa nó còn đấy anh sao? Đây. Ui giời. Đây mọi người nhìn này. Gốc cây luôn. Ui. Đúng rồi. Đây nó nằm ở dưới gốc cây luôn này. Xiên à. Ui kinh. Anh cho ra cái đầu đây nhìn cho nó rõ đi. Đây này anh em đi ra đầu trên đấy. Đây là một đây mọi người. Này. Ui giời. Kéo nó đi à. Này, ui giời. Đây. Tiếp chứ. Một gốc cây nhá. Đây một gốc cây mọi người. Trời đi bắt rắn chưa giờ mà thấy nhiều rắn lại ở dưới gốc cây luôn nhỉ. Kinh như đấy. Ấy con này. Ui giời ơi. Đây là người gì đây? Ui kinh nó mức độ nhiều như này. Cúi đi. Cúi đây cho đi. Tui ở trên nó nhiều quá nhỉ. Ê, ôi anh em chưa giờ nhìn thấy cái ổ rắn nó nhiều này. Ôi ơi, chết rồi. Bây giờ từ để giữ nhá, để em chụp cái ảnh đấy. Em mọi người bây giờ chụp ảnh để gửi lên trên viện cho người ta xem nhá. Ok rồi. Rồi cho rắn đi. Đây mọi người thì anh em mình bất công thì phải gửi cái ảnh ấy lên, vừa người ta gọi có số điện thoại. Cái này nột này. Ừ, đấy xác nột đầy đấy. Đấy. Nó ra nột rồi, sau bà kia đi chắc không mày dã. Dã vào tổ rồi. Cái giống này mà không dã vào nó thì không giờ nó cắn. Nhanh kìa, nó lượn kìa. Lượn mất ngay. Như màu lá cây luôn. Nhưng mà biết cây sao được mà. Sao mà biết được đúng thật. Đây, nhặt được. Thôi ấy hết rồi đi, xong anh em mình cũng chạy về xem thử. Đây mọi người thì bây giờ anh em sẽ chạy về thử xem là tình hình như nào nhá. Thì mọi người đón xem vào clip tiếp theo anh em nhé. Xin chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.